chuyện kinh dị, căn trọ ma ở quận 6 Sài Gòn. Tác giả Lenka88, diễn đàn VOZ, giọng đọc MC Tả Từ, Bí ẩn Radio. Xin chào các bạn, đây là một câu chuyện do chính anh họ của tôi từng chứng kiến và kể lại sau một lần đi bụi. Mức độ thực tế thì tôi không rõ, chỉ biết rằng sau đó thì anh ấy thề không bao giờ bỏ nhà đi bụi hoặc đi mướn nhà nữa. Câu chuyện như sau. Nam được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc, vì gia đình luôn gặp mâu thuẫn. Giữa Nam và mẹ luôn có sự gay gắt với nhau. Ba mẹ Nam có hai người con là Nam và một đứa em tên là Xanh. Ba Nam thì đi công tác suốt, ở nhà thường xuyên chỉ có ba mẹ con. Vậy mà lúc nào giữa Nam và mẹ luôn có những sự xung khắc. Bất cứ Nam làm gì hay bàn luận việc gì đó thì ngay lập tức có sự tranh cãi gay gắt với mẹ. Chính vì vậy Nam rất bực bội trong lòng và quyết định dọn ra ở riêng. Nam có một đứa bạn thân học chung thời cấp 2, đó là Hùng. Hùng sống trong ký túc xá của trường. Ngày hôm ấy được Nam đến rủ ra mướn riêng một căn nhà để sống cho thoải mái, không bị gò bó thời gian như trong ký túc xá nữa. Nhưng thực tế là do Nam thích sống riêng để không phải đối mặt với bà mẹ mỗi ngày, thà mỏi chân còn hơn là mỏi miệng. Hùng rất tán thành ý kiến của Nam. Loay hoay mãi suốt một tuần, Hùng mới gọi cho Nam để báo tin đã tìm được một căn nhà như ý với giá rất rẻ. Thế là cả hai liên hệ với chị chủ nhà, hẹn ngày mai tới ký hợp đồng thuê nhà. Sáng hôm sau, như đã hẹn, Nam và Hùng đèo nhau đến một con hẻm rộng nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng. Đến nơi đã thấy chị chủ nhà ngồi sẵn. Bước vào sân, Nam ngắm nhìn chung quanh tỏ vẻ rất hài lòng, vì căn nhà khá rộng và thoáng mát, lại có thêm một khoảng sân rộng sau nhà. Giá thuê lúc ấy chỉ là 900.000 đồng một tháng. Do vậy, mọi điều khoản trong hợp đồng được Nam và Hùng đều rất hài lòng, trừ việc chị chủ ra thêm một điều kiện, phải đóng tiền nhà trước một năm thì mới đồng ý cho thuê, còn nếu không thì thôi. Ban đầu cả hai rất thắc mắc, nhưng khi chị chủ nhà giải thích là do chị ở xa nên việc đi thu tiền mỗi tháng là khá bất tiện, cả hai không hỏi gì thêm và hẹn chiều sẽ giao đủ tiền. Sau khi ký xong hợp đồng và giao tiền, chị chủ đưa chìa khóa nhà và cổng cho Nam rồi ra về. Nam và Hùng loay hoay dọn đồ vào nhà. Căn nhà gồm 3 gian. Gian ngoài gồm một bộ bàn ghế bằng gỗ đã sần cũ nhưng vẫn dùng được, với một cái tủ nhỏ. Gian giữa thì khá rộng, đủ cho 5 người ở. Gian cuối là bếp và nhà tắm thông với vườn sau. Cách đó 5 thước là một căn nhà kho cũ kỹ, ổ khóa bị rỉ sét. Nam không quan tâm cho lắm, vì cho rằng mình không cần dùng đến nó, nên đi vào dọn dẹp với Hùng. Dọn xong thì trời cũng đã tối mịt. Hùng vào gian sau tắm thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái gò khá cao phủ đầy lá chuối nằm bên hông nhà kho mà buổi sáng cả hai đã không để ý. Hùng kể lại cho Nam nghe, nhưng vì trời đã tối, bên ngoài sân lại không có ánh đèn, nên Nam bảo để ngày mai sẽ ra đi xem. Ngày hôm sau, cả hai cùng đi ra ngoài sân xem xét cái gò. Phần vì tò mò, phần cũng vì muốn dọn dẹp lại, nhìn cho đẹp nhà đẹp cửa. Nam dọn hết đống lá chuối phủ trên gò thì thấy đây là một cái giếng bị lấp tảng đá khá to, che gần hết miệng giếng. Khó khăn lắm cả hai mới hất được tảng đá xuống. Thì ra đây không phải là một cái giếng khô, mà trái lại nước trong giếng rất sạch, nhìn trong vắt. Không hiểu vì sao chủ nhà lại lấp đi, quá uổng phí. Với cái giếng này thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được vài chục nghìn tiền nước máy, nên Hùng quyết định sử dụng cái giếng này để tắm và giặt đồ cũng như rửa xe. Chiều hôm đó, Hùng mang sợi dây thừng và cái gầu nước khá lớn về dùng để múc nước trong giếng lên. Mới 5 giờ chiều mà trời đã khá tối, nên nước trong giếng nhìn không còn trong vắt nữa mà chuyển sang màu đục. Hùng thả gầu nước xuống múc. Khi kéo lên, Hùng có cảm giác bị vướng và nặng nặng,
nên mới réo: "Nam ơi, ra giúp tao một tay." Nam từ trong nhà vừa bước ra vừa cảm giảm: có cái gầu nước múc mà cũng trà xong. Thế rồi cả hai ra sức kéo cái gầu lên. Hùng dự đoán cái gầu đã mắc phải cái gờ dưới giếng nên kéo không lên nổi, nhưng Nam lại cho rằng chỉ là vướng dây leo không chừng. Không biết là do dùng sức quá mạnh hay vướng ngay mối nối nên mới kéo thả khoảng một lúc thì cái gầu tuột ra khỏi sợi dây, nên cả hai bật ngửa ra sau kéo luôn sợi dây lên. Hùng tức cái gầu nên không để ý gì mà chỉ chăm chăm nhìn xuống giếng. Nam thì đặc biệt chú ý đến sợi dây thừng, bởi vì phần tiếp xúc giữa sợi dây với giếng nước đã chuyển sang màu đen đục, ngửi thì có màu tanh tanh rất tẩm. Nam đến gần miệng giếng, cố gắng nhìn xuống để xem xét, nhưng trời tối quá không thấy rõ, chỉ nghe mùi tanh tanh. Nam kêu Hùng vào nhà. Anh quyết định sáng sớm mai phải kiểm tra lại cái giếng cho rõ, nếu mà sử dụng bậy bạ có thể sẽ bị ngộ độc không chừng. Trước khi vào nhà, Nam bảo Hùng cùng khiêng tờ đá lấp miệng giếng lại. Bữa cơm tối hôm đó thật chẳng ngon miệng tí nào. Nam thì cứ nghĩ đến cái mùi tanh kinh khủng kia là không nuốt nổi. Khuya hôm đó, Nam đang ngon giấc thì chợt tỉnh dậy vì nghe có tiếng động lạ. Nhìn sang bên cạnh thì ra Hùng cũng đang lắng nghe những tiếng cục cộp liên tiếp. Lâu lâu lại có tiếng rin rít như đang cào cấu, kết hợp với đêm khuya thanh vắng làm giận người, kể cả những ai gan dạ nhất. Hùng lúc này mới nói nhỏ: "Này, cầm cây ra ngoài coi chừng trộm đấy." Cả hai từ buồng giữa đi ra ngoài cửa chính thì tiếng kêu chợt nhỏ dần. Rõ ràng tiếng động không xuất phát từ cửa chính mà là từ buồng sau. Nghĩ vậy, cả hai tiến về phía buồng sau. Khung cảnh thì vẫn như cũ, không một bóng người, nhưng tiếng động thì ngày càng lớn dần. Sau một lúc suy tính, Hùng đưa đầu vào cái khe hở cửa sổ để nhìn ra sân sau. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Hùng nhìn rõ ràng bên ngoài sân không có một ai, nhưng những âm thanh đó vẫn còn, tưởng chừng như tiếng động phát ra từ cái một nơi xa xăm nào đó, nhưng lại vang đến tai họ. Đúng một hồi lâu không thấy gì lạ, cả hai lại vào buồng ngủ. Một lúc sau, họ cũng đã quen với tiếng động đó nên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Nam dậy sớm ra nhà tắm súc miệng, sẵn tiện mở cánh cửa sau ra cho sáng cái bếp. Bỗng Nam giật mình hoảng hốt, bước lùi lại, bởi vì tảng đá hôm qua lấp giếng giờ nằm lù lù ngay cửa. Hùng cũng đã tỉnh giấc sau tiếng la hoảng của Nam. Anh chạy ra nhà sau mà hỏi lớn: "Cái gì thế?" Nhưng chính Hùng cũng không thể đứng vững ngay sau khi nhìn thấy tảng đá to mà đêm qua chính anh đã cùng với Nam khiêng lên lấp miệng giếng lại. Nó đang nằm chình ình ngay ở cửa sau. Sau một lúc định thần, Nam với Hùng mang sợi dây thừng cùng ra giếng xem xét tình hình. Nước giếng trong vắt, không hề có mùi như chiều qua. Điều này khiến cả hai thực sự bất ngờ và bị sốc nặng. "Không thể như thế được!" Hùng la lên. Nam đệm thêm một câu: "Ừ, rõ ràng đêm qua miệng giếng nghe có mùi tanh, dây thả xuống giếng thì bị dính nước bẩn. Vậy mà hôm nay nước lại trong vắt là thế nào? Nếu có người cố ý phá hoại, làm thế nào mà làm sạch giếng chỉ trong một đêm được nhỉ?" Đêm hôm đó là một đêm khá đặc biệt, bởi vì Nam đã bí mật bàn với Hùng sẽ bỏ ra cả đêm để rình xem kẻ lạ mặt nào đã làm nên chuyện hù ma dọa quỷ này. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ngoài sân vẫn yên tĩnh. Riêng trong nhà bếp thì hai anh chàng vẫn đang khổ sở vì muỗi. Họ vẫn đang cố gắng nhìn qua khe cửa sổ để theo dõi cái giếng. Đã gần 2 giờ đêm nhưng không hề có hiện tượng gì xảy ra. Toan bảo Hùng bỏ cuộc thì đột nhiên Nam nhìn thấy một bóng người thấp thoáng phía bên hông nhà kho như đang vẫy gọi. Nam lập tức kéo Hùng chạy ra ngoài sân, không quên cầm theo hai cây gỗ vuông để bắt trộm. Gần đến nơi thì cả hai lại quay vào nhà. Thì ra chỉ là vài cái tàu lá chuối bị gió đong đưa mà thôi. Nam thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu gặp trộm thì anh cũng không biết sẽ ra sao. Khi đi ngang cái giếng,
Đột nhiên Nam và Hùng cùng hét to lên kinh hãi. Trong ánh sáng trăng mờ mờ, những vệt nước kéo dài từ thành giếng xuống mặt đất. Mùi hôi tanh bốc lên khiến cả hai muốn nôn ọe. Vệt nước kéo dài đến tận cửa nhà kho thì biến mất, để lại vài vết xước trên cánh cửa và một vài vệt nước trên tay cầm. Không có chìa khóa nhà kho, Nam bèn cúi xuống nhìn vào khe nhỏ dưới cánh cửa, thì thấy một vệt nước khá to bên dưới sàn xi măng đang chảy ra gần tới khe cửa. Hùng không ngăn nổi sự tò mò, Nam chưa kịp nói gì thì đã kéo Nam dậy và hỏi: "Sao, mày có thấy cái gì không?" Gương mặt Nam lúc này như người mất hồn. Mãi một lúc sau, Nam mới đáp bằng giọng run run: "Nước ở đâu ra mà chảy cả vũng thế này?" Hùng chẳng hiểu gì nên cũng cúi xuống nhìn. Mặt sàn xi măng khô ráo bám bụi lâu ngày, không hề thấy nước non gì như lời thằng Nam nói. Hùng gắt nhẹ: "Có cái gì đâu ba." Nam cúi xuống nhìn lại lần nữa, thì quả thật bên dưới đã không có vũng nước nào. Chẳng lẽ mình lại hoa mắt? Nam tự hỏi. Trong đầu Nam, một ý nghĩ táo bạo xuất hiện: bẻ khóa vào trong nhà kho để kiểm tra cho chắc ăn xem sao. Nam nói như vậy, cứ ngỡ Hùng sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lại nhận lại một lời phản đối. "Thôi mày, nhà người ta không giao chìa khóa là đủ hiểu có gì đó quan trọng cất ở trong đó. Và lại trong hợp đồng mình đâu có mướn căn nhà kho này. Nếu nạy khóa ra, nghĩa là mình vi phạm hợp đồng. Chưa kể còn có khi mắc tội ăn trộm nữa. Thôi, vào trong ngủ đi, không có ai quậy phá thì là yên tâm rồi." Nam bực mình phản bác: "Yên tâm thế nào được, mày nhìn đi kìa, vũng nước kéo dài từ giếng đến cửa, ở đâu ra? Không lẽ nước nó tự trào dưới giếng lên à?" "Vô lý." Hùng đối lý nên không tranh cãi với Nam nữa, mà đi vào trong ngủ, bỏ mặc thằng bạn đứng suy tư giữa sân. Đúng như dự đoán, Nam cũng nhanh chân bước vào trong. Thật ra Hùng còn lo lắng hơn cả Nam. Đối với Hùng, việc nước trào từ giếng lên chảy vào nhà kho là hết sức vô lý. Nhưng bắt anh mở cửa nhà kho ra để kiểm tra thì anh lại không dám. Không phải vì sợ mang tiếng ăn trộm, mà là anh ngại một điều gì đó cực kỳ mơ hồ nhưng rất đáng sợ ẩn chứa bên trong cái nhà kho cũ kỹ kia. Về phần Nam, hình ảnh vệt nước dài dưới sàn xi măng vẫn cứ lảng vảng trong đầu. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng tất cả đều không có câu trả lời. Theo như suy đoán của Nam, phải có một ai đó hoặc một vật gì đó ướt nhẹp nằm bên trong căn nhà kho thì mới có thể tạo ra được một vũng nước đọng lớn như thế. Bên ngoài trời không mưa, không thể nào nước dột từ mái nhà vào trong nhà kho được. Nam có một cái tật là một khi muốn tìm hiểu một vấn đề gì chưa có câu trả lời thì anh sẽ không ngủ được. Trời bắt đầu sáng, Nam vẫn thao thức không ngủ. Nhưng Nam cũng đâu biết được rằng Hùng có hơn gì đâu. 8 giờ sáng, cả hai không hẹn mà cùng đi ra bên giếng để xem thử. Nước trong giếng vẫn trong vắt, hai bên thành và dưới đất không hề bị ướt như đêm qua. Không hiểu vì nước bị bay hơi hay vì buồn ngủ quá mà bị hoa mắt. Tuy rất thắc mắc muốn kiểm tra, nhưng thời gian lại không cho phép. Hùng phải lên lớp, còn Nam phải ra quán nét đầu đường vì công việc chính hiện nay của Nam là mua bán trên mạng để kiếm lời. Cả hai ra đi, trả lại sự tĩnh lặng cho căn nhà. Đến khoảng 6 giờ chiều, Nam trở về nhà trước Hùng vì có hẹn với khách đến nhà mua cái cạc VGA 9800GT với giá 2,5 triệu, mà trước đó anh mua lại trên mạng với giá 2,1 triệu. Gần 6 giờ 30 thì anh chàng nọ đến và chạy xe thẳng ra sân sau để xe. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại để xe kế bên cái giếng? Anh này khá khó tính. Mặc dù trên cạc vẫn còn bảo hành 10 tháng, nhưng anh ta vẫn yêu cầu Nam phải bao test một tuần. Nghĩa là nếu có lỗi thì Nam phải trả tiền lại ngay để tránh phải xách đi bảo hành. Nam vui vẻ đồng ý. Mấy cái cạc châu bò này ít khi hư lắm, và nếu hư thì bảo hành xong bán lại vẫn có giá. Tiễn khách ra sân lấy xe, Nam cảm thấy ái ngại khi nhìn thẳng vào cái giếng gần nhà kho. Cậu thanh niên mua hàng thì vui vẻ tạm biệt rồi leo lên xe để máy. Bất thình lình, cậu buông tay lái nhảy ra khỏi xe. Trong ánh trăng mờ ảo, Nam nhìn thấy tay khách hàng dính đầy nước dơ và bùn đen từ tay lái xe bên phải cạnh cành giếng. Dưới đất, nhiều vệt nước bùn nhầy nhụa
kéo dài từ giếng đến tận cửa nhà kho. Trên nền đất xốp in rõ dấu cào khá sâu và biến mất khi đến nền gạch ngay cửa nhà kho. Anh chàng khách hàng bắt đầu nổi quạo nhìn Nam. Bao nhiêu vui vẻ lúc nãy tan biến, nhường lại cho sự bực dọc. Anh ta gay gắt: "Ủa, ai ở trong nhà mà quậy xe tôi vậy? Chơi gì kỳ thế? Tôi đến mua hàng mà lại quậy dơ xe của tôi. Sau này ai mà dám đến mua đồ của anh nữa?" Nam hoảng hốt chạy vào trong nhà, lấy rẻ lau xe cho khách. Mặc dù trong lòng rất lo sợ, nhưng vẫn gượng cười nói với khách hàng: "Dạ dạ, xin lỗi em nha. Chắc là tại mấy đứa con nít nó leo vào phá phách, chứ anh đâu muốn như vậy. Thôi, em bỏ qua cho anh nhé." Khách vừa đi khỏi thì Nam vội vã chạy vào nhà xem xét chung quanh. Anh hy vọng tóm được thủ phạm của cái trò đùa quái ác này. Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, không có gì thay đổi. Hùng vẫn chưa đi về. Nếu nói rằng là do người trong nhà quậy phá thì không lẽ lại là Hùng? Nếu là trộm thì tại sao không lấy luôn cái xe mà lại đi chép bùn lên xe? Nếu là trẻ em quậy phá thì con nhà nào mà đêm qua 2 giờ khuya lại đi phá phách như thế? Bao nhiêu câu hỏi ập đến làm cho Nam nhức hết cả đầu. Từ xưa đến nay, trừ Hùng hơi nhát gan ra, còn Nam có bao giờ tin trên đời này có ma quỷ vô hình gì đâu. Thế mà giờ này, trước những việc không thể giải thích nổi, trong đầu Nam lại xuất hiện một cách giải thích tiêu cực. Ngoài sân chợt có tiếng xe. Hùng vừa đi học về, vào đến nhà vui vẻ hỏi: "Sao rồi, bán được cái cạc chưa mày?" Nam im lặng không đáp, đầu óc suy nghĩ mông lung. Nếu người lúc nãy gặp chuyện là Hùng thì có lẽ Hùng cũng làm vậy. Là bạn thân bao nhiêu năm, Hùng cũng đã quá quen với tính của Nam, nên lẳng lặng đi vào nhà sau để tắm rửa. Trời bắt đầu mưa nhẹ, Hùng vừa xối nước tắm vừa run rẩy. Trong lúc đang gội đầu, Hùng nghe lẫn trong tiếng mưa rơi là âm thanh gõ cửa cùng cục từ phía bên ngoài sân. Hùng hỏi lớn: "Nam hả, có gì không?" Không có tiếng trả lời. Hùng lau vội lớp xà bông dính trên mặt, nhìn ra cánh cửa. Cánh cửa nhà sau vẫn đóng chặt, và tiếng đập cửa cung cốp dường như phát ra từ phía sân sau, hay chính xác hơn là ngay cửa nhà kho, bởi vì bên ngoài sân ngoại trừ cửa nhà kho ra thì không còn cánh cửa nào khác. Vừa ló đầu ra cửa sổ thì đột nhiên Hùng ú ớ kêu rú lên, rồi té vật xuống sàn làm đổ cả xô nước vừa hứng. Nam từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào trong, nhìn thấy Hùng trần truồng nằm la lối sùm thì cười lớn: "Mẹ nhà mày biểu diễn thoát y à?" Tiếng cười đột nhiên khựng lại, bởi chính Nam cũng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa cung cốp rất lớn, lấn át cả tiếng mưa rì rào. Nhưng cũng chỉ được một lúc sau thì những âm thanh này đã không còn gì nữa. Chờ một lúc để xem động tĩnh thế nào thì xà bông ăn ra rát quá chịu không nổi. Hùng bật dậy mở vòi nước dội liên tục vào người, trong khi Nam đưa đến khe cửa đưa mắt nhìn ra sân. Mưa vẫn rơi nặng hạt, cảnh vật không có gì khác ngoại trừ những bụi chuối ở phía nhà kho cứ lắc lư trong gió như vẫy gọi những con người tò mò. Nam quay vào trong thì lúc này Hùng cũng đang mặc quần áo, nét hoảng loạn trên gương mặt vẫn chưa tan biến. Hùng kéo tay Nam đi vào gian giữa rồi mới nói: Dưới giếng có người à mày ơi?" Nam gắt nhẹ: "Nhưng mà tại sao mày dám chắc? Mày thấy cái gì mà la lối sùm như thế?" Hùng uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi nói tiếp: "Lúc nãy tao đang tắm, tao nghe cộp cộp nên là chùi xà bông rồi nhìn ra cửa sổ. Tao thấy rõ ràng thấy nó." Nam bực mình: "Nó là cái gì? Nói thì nói cho rõ coi." Hùng nói bằng giọng run run: Tao thấy nó mặc áo ngủ, nó bò từ dưới giếng lên. Rõ ràng là chui từ dưới giếng lên." Những lời kể của Hùng làm Nam mất ngủ cả đêm, dù trời khá lạnh, chứ không nóng như thường ngày. Vì cơn mưa buổi tối hôm đó, Nam bàn với Hùng sáng mai mượn máy quay phim của ông chú để thu lại toàn bộ tình hình trong đêm, rồi tính tiếp. Chứ sống mà ăn không ngon, ngủ không yên thế này thì sống làm sao nổi. Hùng đồng ý ngay, nhưng giọng vẫn run run khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những cảnh đáng sợ hôm qua, dù là qua máy quay phim thôi.
Sáng hôm ấy, như đã dự tính, Nam chạy qua nhà ông chú ruột để mượn cái máy quay phim, có thể quay được gần 8 tiếng đồng hồ mà cả nhà thường hay sử dụng mỗi khi đi chơi xa. Đem về thì Nam lắp máy quay ngay khe cửa sổ hướng về phía nhà kho. Về phần Hùng thì mua bóng đèn tròn kéo dây lắp cạnh cái cửa nhà kho để có ánh sáng dễ thu hình. 5 giờ chiều, Nam bật camera bắt đầu quay phim. Vì theo Nam, lần trước 5 giờ chiều đã gặp phải đủ thứ chuyện kỳ lạ, nên Nam chọn 5 giờ làm thời điểm bắt đầu. Cả hai yên tâm ra gian trước ăn cơm quay phim như không có chuyện gì xảy ra. Theo dự tính thì máy chỉ quay được đến gần 1 giờ khuya là đầy thẻ, nên Nam chỉnh đồng hồ báo thức lúc 1 giờ khuya. Đêm hôm nay là đêm bình yên nhất từ lúc dọn nhà vào. Từ lúc đặt máy quay phim đến lúc đi vào giấc ngủ, cả hai không gặp bất cứ sự cố nào hay nghe âm thanh gì khác lạ. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lúc 1 giờ khuya. Nam vặn vẹo một lúc rồi kêu Hùng dậy chung để đi ra chép phim trong thẻ nhớ vào máy tính, rồi xóa hết để quay tiếp cho đến sáng. Hùng tỉnh ngủ ngay khi nghĩ đến cái cảnh phải đi ra sau bếp. Cả hai bước chậm rãi ra đằng sau. Vừa lấy thẻ nhớ ra khỏi máy xong, Nam đưa mắt liếc quanh một lần ngoài sân cho chắc ăn, rồi mới cùng Hùng đi ra gian trước để chép vào vi tính. Kết thúc công việc, Nam xóa thẻ nhớ rồi lại ra gian sau gắn máy quay vào, tiếp tục thu cho đến tận sáng hôm sau. Lẽ ra theo kế hoạch thì bật máy quay xong sẽ đi ngủ, nhưng Nam kéo Hùng lại. "Ra ngoài bật tiếng coi nha cu." Hùng không muốn xem mấy cảnh này vào giữa đêm, nhưng nghĩ đến việc phải nằm ngủ một mình ở gian giữa thì cũng hơi ngán, nên miễn cưỡng đáp. "Ừ, đi thì đi." Tua gần hết phim, mọi chuyện vẫn không có gì khác lạ. Hùng toan bảo Nam đi ngủ thì dập mình đưa mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Nhìn từ xa xa, dưới ánh trăng vàng vọt từ bóng đèn tròn, từ bên dưới thành giếng, có một bàn tay đưa lên khỏi miệng giếng. 5 ngón tay của nó bấu mạnh vào thành, lần mò xung quanh tìm chỗ bấu víu để ngoi lên khỏi miệng giếng, đúng ngay lúc cái đoạn phim quay được vừa hết. Nam thoáng giật mình. Cái gì vừa diễn ra trong đoạn phim này? Nam tự nhủ, hay là mình hoa mắt? Nam bèn bật lại đoạn phim để kiểm chứng thêm một lần nữa. Thì quái lạ, tại sao đoạn cuối của phim lại bị nhòa đi, không thấy được gì cả? Nam bật lại lần nữa thì màn hình vẫn nhòa đi y như lúc nãy. Hùng quay sang Nam và nói, quái lạ, sao mọi thứ càng ngày càng khó hiểu thế này? Nam ơi, tao thấy nhà này nó quái dị quá. Hay nhà này nó có ma? Chưa nói dứt câu thì Nam bèn cắt ngang. Bậy mày, trên đời này làm gì có ma quỷ. Tao là tao không có tin đâu. Hùng vặt lại. Vậy theo mày, trong những ngày qua, mọi chuyện quái lạ đang diễn ra nó là cái gì? Hay mày nghĩ có người phá hoại, hoặc là cái gì đó nó trùng hợp? Nam đứng suy nghĩ một hồi rồi nói, thôi đi, không tranh cãi mấy cái chuyện vớ vẩn nữa. Có phải do mệt mỏi quá nên là hoa mắt cũng nên, thần hồn nát thần tính, rồi đâm ra suy nghĩ lung tung. Thôi đi ngủ đi mày, tao mệt rồi. Không chờ Hùng nói tiếp, Nam đi vào trong phòng ngủ, còn Hùng thì cũng lật đật chạy theo sau. Đêm hôm ấy, Nam nằm mơ thấy đủ thứ chuyện kỳ quái. Những gương mặt xa lạ, cảnh vật xung quanh vừa quen vừa lạ lẫm với Nam. Những gương mặt ấy chưa bao giờ Nam gặp một lần trong đời. Vậy mà tại sao lại hiện ra thật rõ ràng như vậy? Trong cơn mơ, Nam thấy mọi người cười nói thật vui vẻ. Bỗng nhiên lại vụt qua một hình ảnh khác. Vẫn những gương mặt ấy đứng cãi cọ nhau. Họ trợn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Rồi họ xô xát máu me đầm đìa văng khắp nơi, văng cả vào người Nam. Bất chợt từ đâu, một người hung hăng cầm thanh sắt thật to lao tới trước mặt Nam, làm Nam giật mình. Cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được. Người ấy cứ lao đến giáng thanh sắt đó xuống đầu Nam. Thôi rồi, lần này là chết chắc rồi. Nam nhắm chặt mắt lại. Phập một tiếng, Nam mở mắt ra và thốt lên. Một cái đầu. Phải, một cái đầu người rớt ngay chân Nam lăn lông lốc, máu chảy đầm đìa. Cái gì đang diễn ra thế này? Chưa kịp định thần thì từ đâu một bàn tay lôi thẳng Nam xuống nước mà dìm Nam xuống. Nam thở không được, nước tràn vào miệng vào mũi.
cứu, cứu tôi với. Có ai cứu tôi không? Nam, Nam, tỉnh dậy. Mày có bị làm sao không? Dậy, dậy. Hùng lay mạnh Nam và vứt cái mền đang trùm kín mặt Nam sang một bên. Nam giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển. Mày gặp ác mộng à? Sao mà la dữ vậy mày? Nam giật mình rồi mới nói, à, chỉ là nằm mơ thôi mà. Rồi đứng dậy ra sau nhà rửa mặt, còn Hùng thì đi học. Vừa đi vừa hít sáo, Nam dắt xe ra ngoài khóa cửa lại và đi mua một số đĩa game mới để về cài vào máy chơi. Trên đường đi, Nam ghé vào nhà Tuấn, bạn học thời cấp 3, mượn một số đĩa phim hay ho về xem. Chiều Hùng đi học về, ghé vào mua một bóng đèn neon. Loay hoay mở cửa cũng là lúc Nam vừa về tới nhà. Nhìn thấy Hùng cầm trên tay bóng đèn thì liền hỏi, mày mua làm gì đấy? Ờ, tao muốn gắn thêm một cái đèn nữa ngoài sân sau cho đỡ âm u, nhìn sáng sủa một tí, chứ nửa đêm mà đi toilet nhìn ra ngoài vườn ớn thấy mổ. Rồi cả hai đi vô nhà. Lúc ngồi ăn cơm, Hùng tươi rói nói với Nam rằng, trưa mai tao về quê, mẹ tao điện lên báo tin cho hay là anh ba tao sắp cưới vợ, kêu tao về phụ. Mày có đi không? Nam đáp, à, anh Sơn mới đây mà đã lấy vợ rồi à? Mừng cho ảnh. Nhưng thôi, mày cứ đi đi, tao còn bận công việc nhiều lắm. Có gì mà cho tao gửi lời chúc mừng nha. Ăn cơm xong, Hùng lấy cái đèn ra gắn thêm ngoài sân. Tối hôm ấy, trời mưa rất to, gió bật vào các cánh cửa ầm ầm, dường như sắp có bão. Nam và Hùng lật đật đi đóng tất cả mọi cửa nẻo trong nhà, yên tâm bước lên nhà xem phim. Nam nói, ê mày, coi phim kinh dị nhá, tao mới mượn bên nhà thằng Tuấn, nói là có phim hay lắm đấy. Hùng tán thành, tuy là người rất sợ ma nhưng bản tính tò mò nên Hùng xem cho biết. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, cả hai chăm chú xem. Chốc chốc, Hùng lại lấy tay che mặt vì tới những đoạn thật sợ hãi. Nam ngồi kế bên khúc khích cười thằng bạn thân nhát gan. Mưa tiếp tục như chút nước. Hai thằng bạn mải mê xem, nào đâu hay biết bên ngoài sân trước đang diễn ra những gì. Có những tiếng bước chân lộp bộp, mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập, nặng nề và gấp gáp. Càng ngày nó càng tiến sát hơn đến bên cửa, nhưng cả hai vẫn không hề hay biết. Cánh cửa từ từ hé mở ra, nhẹ nhàng. Tiếng bước chân chậm lại, dần tiến về phía hai người. Nước bắt đầu nhỏ xuống từng giọt. Bất chợt, một tiếng la thật lớn lên. Hù! Cả hai giật mình quay đầu lại. Nam trố mắt ra nhìn, còn Hùng cả thân mình đã nhảy phọt lên ghế, la oai oái cả lên. Xanh cười giặc sụa, bình tĩnh, em đây mà, Xanh đây. Nói đoạn, Xanh liền cởi áo mưa ra, máng lên bên cánh cửa. Hùng phát cáu nhảy xuống ký vào đầu của Xanh một cái. Cái thằng quỷ này, chơi gì ác vậy mày, làm bố mày giật mình. Xanh phì cười vì trò đùa tinh nghịch của mình. Nam hỏi, ủa, mày đi đâu mà tới đây vậy? Xanh đáp, à, em đi chơi với người yêu, mới chở nó về nhà xong thì trời mưa to quá, nên thôi em ghé qua anh luôn, mai về. Em kêu khàn cả cổ mà không ai nghe, thấy cổng không khóa nên em bước vào luôn. Sau đó, Nam dắt Xanh vào trong nhà thay quần áo. Hùng thì loay hoay đóng cửa lại, tắt tivi và vào trong phòng cùng với hai anh em. Trời cũng đã khuya, cả ba nằm xuống trò chuyện và đi ngủ. Sáng hôm sau, Nam dậy nhìn qua bên cạnh thì thằng Xanh vẫn ngáy o o. Hùng thì đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị trưa nay về quê. Nam rửa mặt xong lấy xe ra ngoài, chừng nửa tiếng sau quay trở về với một số đồ lình kình. Bước tới chỗ Hùng, Nam đưa cho Hùng hai chai rượu và nói, này, cặp rượu này tao gửi biếu anh Sơn dùm tao. Còn đây là một ít trà thơm và cà phê tao gửi biếu mẹ mày. Nói với mọi người là tao bận không về được, đừng buồn tao. Hùng cảm ơn. 12 giờ, Nam chuẩn bị chở Hùng ra bến xe, không quên kêu thằng Xanh, lát nữa đi thì nhớ khóa cửa cẩn thận, ống khóa thì đã để trên bàn vi tính rồi. Nói xong, Nam lên xe chở Hùng ra bến. Hùng chào tạm biệt Nam rồi lên xe về quê.
Vừa chạy bon bon trên đường trở về nhà trọ thì điện thoại của Nam rung lên. Đầu dây bên kia là mẹ của Nam. Nam à con, ghé về nhà ăn bún riêu và chè đậu xanh hạt sen mà con thích này. Về liền nghen. Nam quay đầu xe chạy về nhà. Bước vào nhà, Nam đã thấy Xanh ngồi xem tivi. Nam chạy thẳng vào trong ăn uống, loanh quanh cho đến gần chiều. Nam chạy lên phòng của mình, lấy vài cuốn Tam Quốc Chí đem về nhà trọ để đọc. Mẹ Nam đến bên Nam và nói: "Này, con dọn về nhà ở luôn đi. Sống ở ngoài ăn uống qua loa, bỏ bữa là không tốt đâu. Mẹ chẳng yên tâm chút nào." Nam đáp lại: "Ê, con lớn rồi mà mẹ. Con biết lo cho cuộc sống của con. Với lại con thích sống tự lập để rèn luyện bản thân. Thôi, con đi đây nhé." Không đợi mẹ trả lời, Nam chạy xuống nhà lấy xe đi về nhà trọ. Về đến nhà trọ thì trời cũng đã sầm tối. Một ngày trôi qua thật nhanh. Nam bước vào nhà, tắm rửa giặt giũ. Xong thì Nam đến bên máy tính lướt web và giao một số đồ bán. Tối đó có tới 2 khách đến mua đồ. Hôm ấy Nam cũng kiếm được chút tiền kha khá. Nam tắt máy vào trong nằm đọc Tam Quốc Chí và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trời bắt đầu sấm chớp ầm ầm làm Nam giật mình thức giấc. Ngó lên đồng hồ thì đã gần 1 giờ đêm. Nam đứng dậy ra nhà khóa cửa nẻo lại, đóng cửa sổ và khép luôn cửa sau nhà bếp, toan đi ngủ. Vừa đặt tâm mình xuống giường ngủ tiếp thì bỗng Nam nghe tiếng cửa sau nhà bếp đã mở hờ ra. Nam bước tới đóng cửa lại, nghĩ là do gió thổi mạnh làm bung cửa ra. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, Nam chợt nghe có tiếng ai đó đang bơi lội bì bõm ngoài sân. Tiếng đập nước mỗi lúc một to dần. Quái, giờ này sao lại có ai đó lội nước ngoài sân vậy? Mà ngoài đó làm gì có ao hồ ngoài cái giếng đâu ra? Nam nghĩ bụng, rồi tò mò mở cửa để xem cho rõ. Gió rít từng cơn lạnh buốt, thoáng một chút rùng mình vì lạnh. Nam mò tìm công tắc đèn ngoài sân, bật công tắc đèn neon lên, nhưng không hiểu sao nó cứ chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn, không lên được nữa. Nam bực bội với cái đèn dòm này. Tiếp đó Nam bật công tắc của bóng đèn tròn vàng lên xem. Ánh sáng lờ mờ cộng thêm ngoài trời lấp phấp mưa rơi làm Nam thật khó chịu. Nhìn xung quanh sân xem xét, bất chợt không hiểu sao Nam lức nhìn đến chỗ cái giếng. Nam không thể nào diễn tả được những gì cậu thấy lúc đó. Chỉ biết tim của Nam lúc này như ngừng đập hẳn. Cổ họng Nam khô cứng lại và bị đẩy lùi lại bởi sự kinh hoàng khủng khiếp. Nam ngồi bệt xuống, thụt lùi về phía sau. Có lẽ hành động đó khiến tim Nam đập nhảy liên hồi, mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi Nam túa ra như tắm. Nam không phải là người tin vào thế giới tâm linh, và nhất là không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng rõ ràng giờ phút này, định kiến của Nam hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Nam không thể nào tin vào mắt mình nữa, rụi rụi mắt liên tục, tự ngắc tập mạnh vào tay mình. Nhưng cảm giác đau rất rõ. Vậy là Nam không hề nằm mơ, đó là sự thật. Từ phía cái giếng, một bàn tay bám chặt vào miệng giếng mò mẫm bấu víu. Tiếng lõm bõm từ nước rất rõ ràng, mỗi lúc một nhanh. Nó từ từ ngoi lên khỏi miệng giếng, một hình hài thật quái dị và khủng khiếp. Nam không nhìn thấy khuôn mặt, bóng dáng ấy từ từ trườn về phía nhà kho. Nhưng lạ thay, hình hài ấy chỉ thấy có một phần trên, từ bụng trở xuống không thấy đâu cả. Hình hài ấy tiếp tục bò bằng hai tay, tập xõa ra, toàn phần trên ướt nhẹp. Mặc dù gió mưa vẫn ập rõ bên tai, nhưng Nam vẫn cảm nhận được rất rõ trên mái tóc rối bù nhèm nhẹp nước. Nó cứ bò dần đến bên cửa nhà kho. Vì cánh cửa nhà kho nằm bên ngoài, không đối diện với cánh cửa bên trong nhà bếp, nên Nam không thể nhìn thấy hình ảnh đó bò đến đấy để làm gì. Một tràng tiếng cào cấu rít lên nghe thật ớn lạnh. Nam cứng đờ người, không dám cử động. Đôi mắt cứ dán chặt vào màn đêm thăm thẳm ghê rợn ấy. Bỗng Nam ngất lịm đi lúc nào không hay.
Những hạt mưa lạnh buốt rơi lách tách xuống khắp khuôn mặt và cơ thể của Nam, làm Nam choàng tỉnh. Ráo rác nhìn xung quanh, Nam giật thót mình khi phát hiện ra đang nằm kế bên cánh cửa của căn nhà kho. Gai ốc của Nam nổi hẳn lên. Trời đất ơi, tại sao mình lại nằm ở đây? Rõ ràng khi nãy mình đang ở gần cái bếp kia mà. Tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng cơn. Bất chợt Nam nhìn xuống dưới, một vệt dài kéo lê của sinh vật lúc nãy. Bùn đất nhảy nhụa cùng với nước mưa chảy loang lổ. Dưới khe của một cánh cửa nhà kho, nước bùn chảy ra từng dòng nhỏ. Không dám nhìn thêm, Nam cố gắng dùng tất cả sức lực chạy hộc tốc vào nhà. Chân lính quính đạp vào nhau, Nam tung cánh cửa nhà bếp ra. Không cần suy nghĩ gì thêm, vội vàng lấy xe ra khỏi cửa. Tay run rẩy cầm móng khóa mà cứ trực lên trực xuống. Khó khăn lắm Nam mới khóa xong cái cửa, nhảy lên xe chạy như bay thẳng về nhà trong đêm mưa gió. Lúc ấy là 3:13. Nam bàng hoàng lo lắng rồi chạy hối hả. Những tưởng có ai đó giật theo sau lưng mình. Nam cảm thấy đêm nay sao mà xa quá. Gió và mưa cứ tát vào mặt vào mắt, làm Nam cay xè. Người thì run lên bần bật vì lạnh và sợ. Xe đang chạy rất nhanh thì bỗng từ đâu một con mèo chạy đứt ngang qua đường, làm Nam một phen hú vía. Nam thắng gấp. Do trời mưa đường xá ướt nhẹp, làm xe Nam trượt bánh, té lăn quay ra đường đau điếng. Vừa sợ vừa bực mình. Rất may là lúc đó Nam chỉ bị chảy nhẹ ở tay. Cậu gượng đứng dậy, dựng xe lên rồi tiếp tục phóng ga một mạch về nhà. Vừa về đến trước cổng, Nam nhảy xuống xe chạy đến bên cửa, nhấn chuông liên hồi, đập cửa mầm. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con mẹ ơi. Vài phút sau, ánh đèn bên trong nhà Nam bật sáng. Tiếng cửa kiếng, cửa sắt mở ra. Mẹ Nam nhìn ra ngoài, trông thấy Nam với bộ dạng ướt như chuột lột, người run rẩy lên thì vội vàng chạy ra cổng mở cửa cho Nam. Không kịp trả lời những câu hỏi của mẹ thì Nam chạy thẳng một mạch vào trong buồng tắm. Dưới là nước nóng của vòi sen, vậy mà sao Nam vẫn cảm thấy lạnh toát cả người. Đầu óc cứ lần quẩn những hình ảnh ban nãy. Không thể nào tin nổi, nhưng nó đã diễn ra ngay trước mắt Nam như một cuốn phim chiếu chậm. Thoáng dùng mình, Nam lắc lắc cái đầu như cố xua đi những hình ảnh đó. Chợt Nam nghe tiếng mẹ vọng vào hỏi: "Này, con đi đâu? Người ướt nhẹp ra, sao không mặc áo mưa vào? Lỡ bệnh rồi sao?" "À, hồi chiều tối thì con đi qua nhà với thằng bạn nhậu. Chắc là say quá nên con ngủ quên. Sực tỉnh giấc thì thấy khuya rồi nên con chạy về. Ai mà ngờ mưa to quá, không về nhà trọ kịp nên con chạy một mạch về đây. Chứ đâu có gì đâu, mẹ đừng có lo." Nói đoạn, Nam lau khô đầu tóc của mình rồi bước lên lầu. Mẹ Nam với theo đưa cho Nam một ly trà nóng. "Uống cho ấm người đi con, rồi đi ngủ." Bước vào phòng của mình, Nam như thấy yên tâm hơn. Cậu hít một hơi thật sâu. Mùi trà lài tỏa ra thơm ngát, làm dịu cơ thể. Hớp ngụm trà ấm cả người, tinh thần trở lại bình thường hơn. Nam bước lên giường, đặt người xuống và ngủ. Không muốn nghĩ ngợi gì thêm vào lúc này nữa. Có gì thì để sau tính. Đã về đến nhà rồi nên bất sợ đi nhiều. Chắc do cơ thể đã quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống, Nam đã ngáy khò khò. Ngoài trời thì vẫn mưa rơi rả rích. Buổi sáng Nam thức dậy, cảm giác khi được ở nhà thật bình yên. Suy nghĩ về những chuyện xảy ra đêm qua như một giấc mơ mà đến giờ Nam vẫn không tài nào hiểu nổi. Nam đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Xanh hay Hùng biết, mà nếu nói ra chắc gì chúng nó đã tin. Suy nghĩ nhiều cũng thế, Nam đợi Hùng lên rồi giải quyết sau vậy. Nghĩ thế nên Nam bước xuống nhà ăn sáng, rồi cả ngày không đi đâu hết. Xanh thấy lạ bèn đến bên anh mình rồi hỏi: "Ủa, hôm nay anh hai không đi đâu sao? Bộ đêm qua có chuyện gì mà thấy anh hai về khuya quá?" Nam đang nằm trên ghế xem phim, nghe Xanh hỏi thì quay sang nói: "Thì hôm qua ta đi nhậu về khuya, với lại nhà trọ vắng người nên buồn, về đây vài hôm đợi thằng Hùng lên vậy." Buổi chiều, Xanh chuẩn bị đi chơi với bạn gái. Xanh hỏi mượn Nam cái đĩa Windows về để cài lại máy máy.
Nam quăng chiếc chìa khóa nhà trọ cho Xanh. Tối hôm đó, khi chở bạn gái về nhà xong, Xanh chạy đến nhà trọ của Nam để lấy cái đĩa. Mở cửa bước vào nhà, Xanh nhăn mặt, một cái mùi tanh tanh xộc vào mũi Xanh. Xanh bước vào trong, dưới nền đất thì vương vãi những vệt bùn đất và nước. Xanh bụp miệng: cái quái gì thế này, cha nội này sao mà ở dơ vậy, dậm cả đất vào nhà, thiệt tình. Nói đoạn, Xanh chạy đi tìm miếng rẻ lau, lau sơ những vết bẩn ấy. Mùi hôi tanh nồng nặc, thật khó chịu. Xong xuôi, Xanh quay vào phòng, đến bên bàn vi tính của Nam, lục kiếm cái đĩa. Bực bội, rõ ràng Nam nói là để ngay sắp đĩa trong hộp tủ, mà sao Xanh kiếm hoài chẳng thấy đâu. Bèn gọi cho Nam và gắt nhẹ: anh hai, anh để đĩa ở đâu vậy? Sao em tìm hoài không ra này? Đầu dây bên kia, Nam đáp: à, tao để trong cái hộp tủ chứ để đâu. Đĩa tao, bộ tao không biết sao. Tôi kiếm kỹ lại đi, mệt mày quá. Xanh lại moi tất cả hộp tủ ra để kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy. Té ra, nó nằm kẹp trong một cái đĩa đôi khác. Đang loay hoay xếp lại mọi thứ vào ngăn tủ, bỗng Xanh nghe có tiếng gõ cửa sau nhà bếp. Cậu thoáng nhíu mày, bước xuống xem coi là gì. Bước xuống nhà sau, Xanh mở cánh cửa ra, chả có gì, toàn quay trở đi. Thì Xanh nghe thấy tiếng gõ cửa cứ vang liên tục, nhưng không phải là ở trong nhà. Xanh bèn chú ý lắng nghe xem tiếng gõ cửa đó được phát ra từ đâu. Thì tiếng gõ ấy ngày một to hơn, rồi tiếng cào cấu nghe bước cả răng. Xanh chú ý tới khu sân sau, thì ra tiếng gõ cửa là từ sân sau. Xanh bước ra, trong khung cảnh mờ tối, cậu không tìm thấy công tắc đèn ở chỗ nào nữa. Bật điện thoại lên để dò xem, nhưng cả hai bóng đèn đều cháy cả. Gạt chuyện này sang một bên, Xanh lầm mò đến bên tiếng gõ ấy. Thì ra tiếng động đó phát ra từ nhà kho. Xanh bèn đến xem, chắc là lại con mèo nào nó bị mắc kẹt ở trong đây. Nhưng Xanh nhìn lên trên nóc nhà kho thì không thấy cái lỗ nào hết. Nếu là có con gì trong ấy thì bằng cách nào mà nó chui vào được trong đó? Lúc này tiếng động đã im bặt, thay vào đó là một dòng nước nhỏ chảy ra từ khe cửa xuống sân Xanh. Xanh ngạc nhiên bước lùi lại. Nước ở đâu mà lại chảy từ trong ra? Quái lạ. Xanh bèn cúi người xuống, chiếu cái điện thoại vào xem, nhưng khó nhìn quá. Một mùi tanh nồng xộc ngay vào mũi, làm Xanh muốn ói, rồi chạy ra xa khỏi căn nhà kho. Xanh hít một hơi thật sâu không khí vào phổi, rồi bụp miệng: thật là quái lạ. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện căn trọ ma ám ở quận 6 Sài Gòn đã khép lại phần thứ nhất. Để theo dõi phần thứ hai thì mời các bạn cùng đến với buổi phát sóng vào ngày mai. Các bạn đừng quên ủng hộ cho Bí ẩn Radio thông qua những hình thức rất đơn giản là nút cảm ơn Super Thanh đã được tích hợp bên dưới mỗi video, cũng như các hình thức khác mình đã để trong phần mô tả. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.